Xin chào tất cả quý vị. Nay tôi sẽ giới thiệu quý vị một bộ tam đa hoàng đàn. Hoàng đàn Tuyết Lặng Sơn các bạn. Đã nền tuyết rất là nhiều. Đây là cái phần sụn của nó này. Sụn hoàng đàn này. Rất là thơm và nhiều tinh dầu. Đục rất là tinh xảo. Tôi sẽ quay clip review những cái hàng của tôi khi nào mà có hàng. Đây là hàng của tôi nhé. Khi nào mà có hàng sẵn, các bác có thể liên hệ trực tiếp nếu mà muốn sở hữu một bộ tam đa hoàng đàn, tam đa cây tùng. Đó. Cao 20 cm. Đường kính là 5 cm. Đấy là ngang, còn đường kính sâu khoảng 3-4 cm thôi. Còn ngang là 5 cm. À không, cái này là sâu cũng 5 cm đấy. Nói chung là đường kính 5 cm. Đằng sau nó hơi bị vát, nó hơi bị dẹt. Tại vì là dễ nó ôm vào đá mà, cho nên là nó bị dẹt đằng sau. Đây, để tôi lật cái mặt đằng sau vào cho các bác xem. Đấy, đấy nó ôm vào đá này. Nó ôm vào đá, nó ăn vào đất này. Đó. Thì nó dễ là nó như thế. Ôi, chết đồ. Tam đa hoàng đàn. Đục rất là sắc nét. Tôi quay như này thì tối thì nó mới nhìn thấy cái độ óng ánh của cái tuyết này các bạn. Chứ còn bây giờ bật đèn lên thì cũng tôi cũng bật được thôi. Nó đang lên tuyết rất là nhiều. Ví dụ các cái bức cái cây tùng này. Đầu của các cụ này. Và chi tiết nha. Đây là cụ Phúc. Phúc Lộc Thọ này. Rất là nhiều tuyết. Đây là cụ Thọ, cụ Lộc. Cụ Lộc trên tay cầm một cái gậy như ý. Tuyết cũng đang lên rồi. Đây đến cụ Thọ. Cụ Thọ này nhiều tuyết này. Hơi bị có cái bóng. Đây trên tay cầm một quả đào và một cái cây gậy trường thọ. Bác nào mà muốn sở hữu một chiếc như này thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi số điện thoại nhé. Một bộ bà ông. Giá cũng rất là hợp lý thôi. Để ở phòng khách, cho vào tủ kính hoặc là để chơi phòng khách rất là thơm. Thơm lừng luôn, ai đi vào cũng ngửi thấy. Cái mùi này của nó rất là đặc biệt. Gỗ rất là nhiều tinh dầu. Phần rễ thì nó là nhiều tinh dầu nhất rồi. Một tay mình cầm cái điện thoại flash này, một tay cầm cái máy ảnh này, khó review cho các bác. Thôi được rồi. Rồi xin chào, gặp lại các bạn ở những video sau nha.